Dạ. Dạ. Cảm ơn mấy bà chị. Dạ. Chúc bác thành công trong ngành tư cấp nha. Dạ. Chào mấy chị. Bông tỏ Việt Nam chị tê. Dạ. No, thank you. Yêu. Mặt không có đá chứ. Hết chưa hào hả? Hết chưa hào.
rồi. Yeah đi. Đã lên cấp rồi, đã lên rồi, đã lên rồi. Chỉ có mã này thôi nè. Đây chết bỏ đây rồi coi như đó là kẹt này lấy điều đó lỗi má rồi chiếu không vào cũng nên được mà má rồi cảm ơn đấy bác vô này cũng cút con vậy nào vô đây cũng cút con vậy chứ cút này cút con ăn đi phải trước này chạy sĩ đi cút chạy gì chạy chứ gì dân sĩ ta ngủ sĩ ta ăn này không đâu đó je vous présente. Ça, c'est un ami. C'est un ami de très longue date. Il a vécu en Belgique, à Liège et tout ça. Et alors maintenant, il s'est établi à Vũng Tàu. Hein? Et ce soir, pour la première fois, donc pour ma première soirée à Vũng Tàu, il me présente cet établissement du soir. Où on vous grille le poisson frais de la jour du jour. Voilà, le poisson est frais du jour. Voilà. Ah, comme on aime. Et voilà la petite bête. La bête. Là, voilà la petite bête. Hein. Vous voyez sa petite tête. On lui dit bonjour, ciao ciao. Có nhiều chỗ khác bán. Có sơ thì không guarantee. Đương nhiên đây là guarantee rồi. Đây là món cá lóc nướng miền Tây đấy nha bà con. Đặc sản miền Tây đấy nha. Thì có duy nhất Vũng Tàu đây có cái món này rồi đó. Ừ. Rồi. Nước mắm me nè. Dạ. Nước mắm me cái này là mắm nêm. Mắm nêm. Hai thứ. Dạ. Rồi. Ôi. À, mời cứ vậy là vui rồi. Dùng tay đi cho nó. Bấm tay mà thì qua đây mà cái này qua đây là sướng xí bún thật lại một xíu ăn cho nó có hương có hoa vậy thôi cần gì đặc biệt đâu rồi đây, rồi dạ yeah. Anh xin mời thử đi nhé.
quen chỗ rồi, nó quen nước quen cái rồi nó dễ. Đó, dễ không? Đó. Đó. Sứ bình của sứ. Rồi bà con nó nhớ mặt qua rồi. Ce qui équivaut à 1,75€, voilà. Mais c'est du certainement une poitrine de porc, ouais. Fraîche et cuite au barbecue, voilà. Không có chơi công sở lý mà cái đó phải assistant với bạn của mình đó. Yeah. Oh.